thật sự hiểu rõ, nỗ lực tu hành thì có thể được Phật lực gia trì. Ma nạn sẽ giảm nhẹ, sẽ xa lìa. Những đạo lý và chân tướng sự thật này trong sách lịch sử có ghi chép rất nhiều. Nếu chúng ta chú tâm để ý mà xem xét, thì ở chung quanh chúng ta, trong những người xuất gia và đồng tu tại gia, chúng ta cũng thường nhìn thấy đủ để tăng trưởng lòng tin của chúng ta, đủ để tăng cường nguyện lực tu học của chúng ta. Cho nên lời dạy của Phật không thể không nghe, không thể không tuân theo. Đó là trong những buổi giảng tôi thường khuyến khích các bạn đồng học, chúng ta phải tùy thuận lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật ở tại đâu? Ở trong kinh điển. Kinh điển thật là quá nhiều, chúng ta chỉ chọn một hai bộ kinh để tu học thì suốt đời thọ dụng không hết. Không thể xen tạp quá nhiều. Nếu xen tạp quá nhiều thì chúng ta sẽ phân tâm. Đối với sự tu học của chúng ta, tự nhiên sẽ sinh ra chướng ngại. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, năm xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài giảng rất nhiều kinh điển là để độ những người có căn tánh khác nhau, chứ không phải bảo bạn phải học hết số kinh điển đó. Đức Phật không có dạy như vậy. Phàm là sự tu học có được thành tựu, nhất định là thâm nhập một môn, huân tu thời gian dài. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Nếu bạn học hai pháp môn, tức là nói bạn muốn đi hai con đường, làm sao bạn có thể đi được hai con đường? Có rất nhiều pháp môn, chúng ta không biết tuyển chọn cũng là việc khó khăn cho chúng ta. Nhưng Đức Phật rất từ bi, bạn không biết chọn pháp môn nào thì Ngài thay chúng ta tuyển chọn. Phật tại trong kinh Đại Tập đã dạy cho chúng ta một nguyên tắc, tức là Ngài thay chúng ta tuyển chọn. Ngài nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thì giới tức là đức. Thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, tham thiền tức là đức. Thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu, niệm Phật tức là đức. Ngày nay chúng ta sanh trong thời kỳ mạt pháp, chúng ta phải tuân theo lời dạy của Phật, tuyển chọn pháp môn tịnh độ. Đó là chúng ta nghe lời, tuân theo lời dạy của Phật, thì chúng ta sẽ được thành tựu. Thật tại mà nói, nói giáo, nói giới, nói thiền, nói tịnh, nói mật, đều là một sự việc, đều là một phương hướng, đều là một mục tiêu. Chọn lấy phương pháp tu hành thì có khác nhau. Như vậy mà thôi. Cho nên trong kinh mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta sanh trong thời đại nào, chúng ta là căn cơ như thế nào, không thể không rõ ràng, không thể không minh bạch. Nếu đi sai đường thì rất cực khổ, không thể đạt đến mục tiêu. Xưa kia lão pháp sư Đế Nhàn đã nói, tôi chưa có gặp qua lão pháp sư Đế Nhàn, nhưng tôi có nghe băng giảng của Ngài.
và có đọc qua trước tác của Ngài. Ngài rất khẳng định mà nói, trong thời kỳ mạt pháp, tức là trong thời đại này, những người tham thiền mà được khai ngộ, trong đời Ngài không có nghe nói qua người tham thiền được khai ngộ. Ngài cũng không có nghe nói qua, dĩ nhiên là không có thấy qua. Ngài nói tham thiền có được thiền định, những người được thiền định Ngài thấy qua, cũng nghe nói qua, còn được khai ngộ thì không có. Quý vị nên biết, tham thiền mà không đạt đến đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thì không thể thành tựu, không thể liễu sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Tu thiền định được thiền định thì rất khá. Được thiền định phải xem công phu của họ sâu hay cạn. Nếu họ chứng được định gọi là vị đáo định thì quả báo của họ ở trong cõi dục giới, tức là đao lệ thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, họ đi hưởng phúc ở trong những tầng trời này, quả báo của họ trong cõi dục giới. Nếu họ thật sự chứng đắc thiền định, chứng sơ thiền thì họ sanh lên sơ thiền thiên của cõi sắc giới, chứng nhị thiền thì họ sanh đến nhị thiền thiên, tùy theo công phu của họ sâu hay cạn. Đó là nói quả báo của người tu thiền, nhưng không ra khỏi tam giới. Ở chỗ này chúng ta muốn hỏi, khi nãy tôi nói đến vị đáo định, cái gì gọi là vị đáo định? Tức là bạn chứng được cái thiền định này, chưa đạt đến tiêu chuẩn của sơ thiền thì gọi là vị đáo định. Bạn đích thật có công phu của thiền định nhưng chưa đạt đến tiêu chuẩn của sơ thiền. Tiêu chuẩn của người chứng sơ thiền là gì? Tức là đã chế phục dục vọng nhưng chưa đoạn, thật sự đã chế phục được. Cho nên chúng ta cũng gọi nó là phục đoạn, không phải là chân đoạn. Nhờ định lực đã đem nó phục đoạn. Chúng tôi đơn giản mà nói, ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy, năm thứ dục vọng này họ đích thật không còn nữa. Cái định lực này của họ có thể chế phục được. Hay nói cách khác, ngũ dục ở trước mặt họ, họ tuyệt đối không bao giờ động tâm, tuyệt đối không có khởi tâm động niệm, thì công phu thiền định này mới phù hợp tiêu chuẩn của sơ thiền. Nếu họ còn bị ngũ dục bên ngoài dụ dỗ, nghĩa là họ còn có khởi tâm động niệm, thì cái định lực này của họ gọi là vị đáo định. Quý vị nghĩ xem, không dễ đâu. Ngày nay chúng ta tu hành, khi đối diện với sự dụ dỗ của ngũ dục lục trần mà có thể khắc phục được, nhưng vẫn còn có ý niệm, vẫn sẽ khởi tâm động niệm. Chính bởi vì cái duyên cớ này, tôi không dám học thiền. Tôi biết tôi học thiền sẽ không có thành tựu. Tại vì sao? Vì khi đối diện với ngũ dục lục trần vẫn còn khởi tâm động niệm. Hay nói cách khác, tôi học thiền chẳng những không thể liễu sanh tử, cũng không chắc chắn được sanh lên cõi trời sắc giới, cùng lắm là sanh đến cõi trời dục giới mà thôi. Cho nên tôi lại suy nghĩ, pháp môn tịnh độ có thể đới nghiệp vãng sanh, có thể liễu sanh tử ra khỏi tam giới, một đời thành Phật. Nghĩ đến cái pháp môn này, trong đời này tôi có thể thực hành được,
Bởi vì có công phu cạn cợt thì chế phục được phiền não. Chế phục được phiền não thì có thể vãng sanh. Cái điều kiện này rất là thù thắng. Cho nên ngày nay chúng ta đang sống trong cõi này mà có thể tinh sâu tịnh độ, có thể tuyển chọn pháp môn tịnh độ, đó chính là có đức, có thể tuân theo lời dạy trong kinh A Di Đà và lời dạy của kinh Vô Lượng Thọ thì bạn là tịnh đức. Dùng Di Đà để làm gương mẫu, dùng từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, dùng trí huệ của Đại Thế Chí Bồ Tát. Tu học phải như lý như pháp, đó là tu hạnh thanh tịnh. Nếu chúng ta đã mất đi trí huệ thì sẽ tùy thuận phiền não tạp khí của mình, tùy thuận phân biệt chấp trước của mình. Dù có tu đức, cái đức đó không thanh tịnh, đức hạnh không thanh tịnh là phước báo hữu lậu của thế gian. Chỉ có đức hạnh thanh tịnh mới có thể cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Trong đời này chúng ta mới thật sự được độ, trong đời này vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, vĩnh viễn thoát khỏi thập pháp giới, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Chúng ta làm Bồ Tát, làm Phật. Quý vị nên biết, những người niệm Phật, một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người mà thôi. Bạn hãy nghĩ xem, vì sao tỷ lệ ít như vậy? Bạn có phải là 2-3 người trong một vạn người niệm Phật hay không? Tự bạn suy nghĩ có giống hay không? Tự mình suy nghĩ xem có được trúng tuyển hay không? Những chuyện này không cần hỏi người khác, hỏi người khác cũng vô dụng, tự mình tự hỏi mình thì rất rõ ràng hơn hết. Bạn có thật sự chịu y giáo phụng hành hay không? Cho nên nhất định phải nhận biết rõ ràng, ngày nay chúng ta đến thế gian này là làm khách. Chúng ta ở trong thế gian này cũng như ở trong quán trọ, không phải là nhà của chúng ta. Chúng ta đối với nó không có lưu luyến chút nào. Nhà của chúng ta ở cõi Tây Phương. Thiện tri thức thật sự của chúng ta, vị thầy thật sự của chúng ta là A Di Đà Phật. Phải có cái nhận biết này, quyết tâm nhất định sẽ không thay đổi, thì người này thật sự có tịnh đức, trong đời này nhất định sẽ được thành tựu.